Shop Hoàng Anh xin chào toàn thể các bác nhé. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác có niềm đam mê săn bẫy cả nước. Chúc các bác có những mùa vụ mà đánh được những con thú to nhé. Thì sau đây em xin đi vào giới thiệu cái sản phẩm, đó là cái các loại mẫu cạn kiềng đang bán chạy nhất ở bên em. Như các bác nhìn thấy trên màn ảnh đây. Thì em xin đi vào giới thiệu sơ qua về cái loại sản phẩm nhé. Thì trước tiên các bác nhìn thấy bên em đây là cái lưỡi, đây là cái cạm kiềng loại 9cm nhá, chuyên để đánh chuột nha các bác. Cái loại này chuyên để đánh chuột. Thì cái loại này là bàn đạp đi sẵn rồi nghe không? Các bác mua về là chỉ việc đánh thôi. Các bác có thể mua thêm dây thì bên em cũng xin trực tiếp thông báo là bên em cung cấp thêm cả dây phanh như này nha các bác. Các bác nhìn thấy đây, thì bên em cung cấp thêm cả dây phanh. Thì các bác mua, các bác mà mua hàng mua dây phanh, bây giờ mua cạm này về trực tiếp có thể đánh thẳng luôn nhá. Đây các bác, cái loại cạm này thì bên em thiết kế hoàn toàn được làm dập bằng thép nha các bác. Thiết kế hoàn toàn tất cả được dập bằng thép hết. Như bác nhìn thấy trên màn ảnh đây, nhìn rất chi là chắc chắn nhá. Được bên em phủ một lớp sơn bóng rồi. Phủ một lớp dầu bóng cho các bác rồi để tránh các bác đánh lâu nó bị han rỉ nhá. Thì còn về đằng sau này thì đây là cái mẫu cạm 12 bên em nhá. Thì ở những cái phần thiết kế thì hoàn toàn những cái mẫu cạm này đều giống nhau cả. Nó chỉ khác nhau về mỗi kích thước thôi nha các bác. Cũng được bên em phủ một lớp sơn dầu bóng cho các bác rồi. Một lớp dầu bóng cho các bác để đánh cho các bác ngâm lâu ngoài trời, ngâm lâu ở cái thời tiết lúc mưa lúc nắng này thì kiểu dễ bị han rỉ. Nhưng bên em đã phủ một lớp dầu bóng cho các bác thì đánh rất chi là lâu và bền nha các bác. Các bác nhìn thấy đây, hoàn toàn được làm bằng thép. Nó chỉ khác nhau là cái bản nó to hơn thôi nha các bác. Ở cái phần thiết kế răng này thì nhá, răng bên em làm rất chi là thưa. Và răng nó chỉ có độ ngậm mà nó không có độ sắc. Các bác nhìn thấy răng vẫn tù. Thì nhiều khi các bác còn hỏi là đánh vào chân con thú nó có bị đứt chân con thú không, thì em xin bảo các bác là không thể đứt chân con thú được nhé. Cái này nó chỉ ngậm vào chân con thú thôi, nó không thể nào đứt được chân con thú. Nếu mà các bác về các bác thấy răng này nó vẫn sắc quá ấy, thì các bác có thể dùng rũa thì hơi mài một bên răng đi cho em thôi. Không phải mài cụt mà các bác chỉ hơi mài cho một bên răng cho nó tù thôi, thì em đảm bảo các bác là không bao giờ có thể đứt được chân con thú nhé. Thì còn về thiết kế thì nó cũng hoàn toàn giống nhau thôi. Còn đây là cái cạm 14 bên em nhá, các bác nhìn thấy. Đây là cái cạm 14 ạ. Thì ở cái cạm 14 này thì các bác đánh được những cái con thú từ tầm 4 cân đổ lại nhá các bác. Đánh những con thú tầm 4 cân đổ lại mà đánh không bờ có thể thoát được ra nhá các bác. Em xin giới thiệu, xin bảo với các bác là ở tới cạm 12 đổ đi ý. Khi các bác còn mua hàng bên em ấy thì bên em chỉ tặng kèm theo lẫy như này thôi nha các bác nhé. Để các bác mua hàng bên em chỉ tặng kèm theo lẫy này thôi. Thì đây ạ, bên em chỉ tặng kèm theo một chiếc lẫy như này. Nếu các bác còn mua hàng thì bên em tặng kèm theo một chiếc lẫy như này. Thì bên em nếu mà các bác lười ấy, thì bên em vẫn gia công cả bàn đạp nhé. Như bên em gia công bàn đạp thì sẽ tính tiền riêng. Thì tại bàn đạp bên em cũng là thuê thôi. Thì bên em chỉ lấy tiền nhôm, bên em chỉ lấy tiền tôn thôi nha các bác. Nếu các bác mà lười thì bên em sẽ gia công thêm cho các bác cả bàn đạp. Còn ở những cái cạm như này thì các bác có thể đánh những con thú từ tầm 4 cân đổ lại nhá. Đến tầm 4 đến 1 cân. Không bao giờ có thể đứt được nhá. Các bác ơi, nhìn thiết kế tổng quan đây ạ. Hàng rất chi là dày dặn nhá. Hàng đẹp, chất lượng chuẩn luôn nhá. Còn đây là cái cạm 16 nha các bác. Ở cạm 16 thì các bác có thể đánh được những con thú từ tầm 7 cân đổ lại. Thì tất cả hoàn toàn thiết kế là giống form nhau hết. Thì nó chỉ khác nhau bên ngón, khác nhau về độ kích thước thôi. Thì răng đây như bác nhìn thấy đây, hoàn toàn răng thiết kế rất chi là thưa nhá. Nó không phải là răng khít như ở những chiếc cạm bán nguyệt. Nó không được khít, thiết kế khít như thế nhá. Đánh những con thú to khi nó ngậm vào cái phần nó bắp thịt đi thì nó không thể nào đứt được nhá. Nếu mà răng nó sắc quá mà nó ngậm vào cái phần bắp thịt thì nó sẽ bị đứt mất cái chân con thú nhá. Thì các bác ra mà thấy chân con thú thì sẽ rất tiếc. Thì đấy là về em giới thiệu về phần tổng quan. Thì bên em vẫn cung cấp thêm cả các loại cạm. Như là các bác nhìn thấy đây là cạm bán nguyệt, không có răng cưa nha các bác. Bên em cung cấp cả bán nguyệt có răng cưa. Đây như các bác nhìn thấy đây, đây là loại cạm bán nguyệt. Thì cũng hoàn toàn thiết kế bằng thép hết. Cái loại có răng cưa và không răng cưa để cho các bác dùng chuyên đánh chuột, đánh cò và đánh vạc nha các bác. Bên em cung cấp cả như bác nhìn thấy ạ. Thì bên em vẫn cung cấp cả thêm các đồ phụ kiện bên ngoài như là dây phanh với cả bàn đạp nha các bác.
các bạn mua hàng muốn đặt hàng bên em thì cứ trực tiếp liên lạc vào cái số điện thoại mà em để ở phần tiêu đề, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận thì bên em sẽ trực tiếp có nhân viên gọi điện tư vấn sản phẩm cho các bác nhé. Các bác cứ yên tâm nhé. Dạ vâng, một video ngắn thì em xin được đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.